Chào tất cả các bạn đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Khi chúng ta lần đầu tiên được sinh ra trên thế giới này, chúng ta đã khóc to để đánh dấu sự tồn tại của chúng ta ở cuộc đời này. Chúng ta không có định kiến, niềm tin hay lo lắng đi cùng với chúng ta. Chúng ta chỉ đơn giản là đang sống vào lúc này và khi năm tháng chồng chất chúng ta bắt đầu khám phá thế giới mà chúng ta sinh ra tâm trí của chúng ta mã hóa các thông điệp ý tưởng và niềm tin đã được cha mẹ và xã hội chúng ta tiếp xúc với chúng ta ví dụ như là trở thành một ai đó không phải là một nghề nghiệp thực sự hay là bạn quá béo hay là bạn không được yêu thương bạn phải như thế này và không như thế khác đây là những ví dụ về những suy nghĩ có thể đã được truyền lại cho chúng ta đổi lại chúng ta lớn lên tin họ và làm đúng như vậy chúng ta bắt chước họ và chính những niềm tin hạn chế này nằm sâu trong tiềm thức của chúng ta có thể cản trở chúng ta tạo ra một cuộc sống tốt đẹp thành công và hạnh phúc tâm trí của bạn hoạt động như thế nào con người có một tâm trí ý thức và một tâm trí tiềm thức tâm trí có ý thức là nơi mà chúng ta xử lý tất cả thông tin của mình tại bất kỳ thời điểm nào đó là nơi bạn ám ảnh về mọi thứ chỉ trích phân tích lo lắng một cách vô lý nó mệt mỏi suốt cả ngày và nó sẽ ngủ khi bạn ngủ sau đó là tiềm thức đây là phần não luôn hoạt động không phân tích hoạt động như một bể chứa ngay từ khi chúng ta được sinh ra nó bắt đầu lưu trữ cảm xúc suy nghĩ niềm tin và ký ức của chúng ta nằm ngoài nhận thức có ý thức của chúng ta trong những năm qua tất cả niềm tin ý tưởng và quan điểm của bạn được chấp nhận bởi tâm trí có ý thức của bạn sẽ được chuyển vào tiềm thức sâu hơn của bạn và dần dần khi bạn nuôi tiềm thức của mình bằng những suy nghĩ đó chúng sẽ được mã hóa theo bản chất của chúng tiềm thức của bạn tin mọi thứ nó không có bộ lọc và không biết sự khác biệt giữa điều gì đúng và điều gì không hay coi nó giống như là đất nó chấp nhận những hạt giống tốt hay hạt giống xấu và nó không thể phân biệt giữa một trong hai hạt vì vậy nếu bạn nuôi trong đầu những suy nghĩ tiêu cực chúng sẽ ngấm vào và tiếp tục hoạt động tiêu cực trong tiềm thức của bạn và đến một lúc nào đó chúng sẽ phát triển thành những hành động tương ứng với chúng. Đó là lý do tại sao bạn cũng tin rằng trở thành một ai đó không phải là một nghề nghiệp thực sự. Đó là lý do tại sao bạn cũng tin rằng mình quá béo. Đó là lý do tại sao bạn cũng tin rằng bạn không được yêu thương. Đó là lý do tại sao bạn cũng tin rằng bạn không nên làm điều này và nên làm điều kia. Đó là bởi vì bạn đã được nói những điều này sớm hơn trong cuộc sống và bạn chưa bao giờ thắc mắc về chúng hoặc vì bạn đã nhiều lần nói những điều đó với chính mình và theo thời gian chúng đã được mã hóa trong tiềm thức của bạn tiềm thức không phân biệt tốt và xấu nó chỉ biểu hiện những gì bạn nuôi dưỡng nó biến các ý tưởng thành niềm tin và chuyển chúng thành các khẳng định về tinh thần và hành động theo thói quen hầu hết mọi người đang sống trong ảo tưởng dựa trên niềm tin của người khác thức dậy và thay đổi suy nghĩ của bạn tâm khí của bạn liên tục lọc và mang đến sự chú ý của bạn về thông tin và các kích thích khẳng định niềm tin đã có từ trước của bạn vì vậy nếu chúng ta có xu hướng tin vào những gì chúng ta muốn tin nếu chúng ta thực sự muốn tạo ra sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình trước tiên chúng ta phải thiết lập lại niềm tin giới hạn đã có từ trước của chúng ta chúng ta phải thức tỉnh học lại và biến đổi Chúng ta phải loại bỏ chính mình khỏi những niềm tin sâu xa đang chi phối và kiểm soát chúng ta. Bởi vì những ý tưởng và niềm tin chiếm ưu thế trong tiềm thức của chúng ta cuối cùng sẽ kiểm soát suy nghĩ, hành động và phản ứng của chúng ta. Vì vậy, nếu bạn nuôi dưỡng tâm trí sợ hãi, lo lắng, tiêu cực một cách có ý thức, những suy nghĩ đó sẽ tự thể hiện thành hiện thực của bạn. Bạn sẽ sợ hãi, bạn sẽ lo lắng và bạn sẽ tiêu cực trí óc tỉnh táo của bạn có quyền năng duy nhất để từ chối bất kỳ gợi ý sai lầm hoặc tiêu cực nào đến với bạn bởi vì bạn là người khác cổng cho những niềm tin sâu sắc hơn của mình hãy nhận thức về sức mạnh đó nhận thức được tiềm năng làm mới bản thân chọn con đường và biến đổi bản thân thành bất cứ điều gì bạn mong muốn điều này sẽ mất thời gian để đạt được và nó sẽ đòi hỏi rất nhiều sự tự nhận thức về bản thân bởi vì bạn đang cố gắng tích cực tìm hiểu những gì bạn đã học và cách tốt nhất để bắt đầu là sẵn sàng nhìn thấy khả năng biến đổi của bạn tôi chắc chắn có thể xây dựng sự nghiệp cho mình với tư cách là một con người hoặc là bất kỳ ai tôi có một cơ thể đẹp tôi được yêu và tôi xứng đáng được yêu tôi tin tôi có thể tự quyết định và sống có trách nhiệm với chính mình chúng ta phải tin rằng chúng ta có thể cải thiện cuộc sống của mình một niềm tin cho dù đó là đúng là sai được duy trì trong một khoảng thời gian sẽ trở nên đồng hóa và được đưa vào tâm trí của chúng ta sớm hay muộn thì nó cũng thành hình và được thể hiện hoặc trải qua như một thực tế hình thức điều kiện hoàn cảnh và các sự kiện của cuộc sống chúng ta có sức mạnh bên trong mình để thay đổi niềm tin tiêu cực sang niềm tin tích cực và từ đó thay đổi cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn cho phép bản thân bạn thay đổi bạn có khả năng nhận ra giá trị bản thân và xây dựng sự tự tin bạn có sức mạnh để hiểu rõ bản thân hơn vạch ra mục tiêu chinh phục nỗi sợ hãi và trở thành một người nhiệt tình hơn trên con đường đạt được ước mơ của mình điều quan trọng là thay đổi câu chuyện mà bạn tự kể với chính mình thay vì lặp lại câu chuyện cũ về việc tin rằng bạn không đủ giỏi để điều hành công việc kinh doanh của riêng mình bạn quá sợ hãi khi phải đi du lịch một mình hãy cố gắng thay đổi độc thoại nội tâm của bạn trở thành tôi có thể thành công trong việc xây dựng doanh nghiệp của riêng mình tôi dũng cảm đi du lịch một mình tôi cho phép mình sống một cuộc sống hạnh phúc bất kể hoàn cảnh của tôi như thế nào tất cả những gì chúng ta đạt được cũng như tất cả những gì chúng ta không đạt được đều là kết quả trực tiếp từ những suy nghĩ của chúng ta điểm yếu và điểm mạnh của chúng ta sự thuần khiết và không tinh khiết là của riêng chúng ta chúng chỉ có thể được thay đổi bởi chúng ta chứ không phải là một ai khác tất cả hạnh phúc và đau khổ của chúng ta được phát triển từ bên trong cho phép bản thân không sợ hãi hạnh phúc và thành công cho phép bản thân bước vào một cuộc sống lành mạnh về tinh thần và thật sự có ý nghĩa và chúng ta có thể vận dụng sức mạnh từ tiềm thức của chúng ta để trở nên thành công khoảng cách giữa bạn và thành công của bạn lớn như thế nào sự khác biệt giữa những người thành công và những người không thành công là gì nó đơn giản như sau những người thành công nghĩ và nói về những gì họ đang tạo ra còn những người không thành công tập trung vào và nói về những gì họ đang thiếu vậy làm cách nào để bạn thu hẹp khoảng cách giữa mong muốn thành công và có được thành công có một sự khác biệt lớn giữa muốn và có một thứ gì đó muốn có nghĩa là đang thiếu thiếu một số bộ phận sự vật hoặc khía cạnh có có nghĩa là sở hữu nắm giữ có được nhận được kinh nghiệm khi nói đến tiềm thức của bạn nếu bạn đang tập trung vào mong muốn tức là không có bạn sẽ xây dựng mạng lưới thần kinh mạnh mẽ hơn trong não xung quanh mong muốn đó tuy nhiên thông qua sức mạnh của tiềm thức bạn có thể tập trung vào việc có như thể nó đã xảy ra bộ não của bạn không biết sự khác biệt giữa những gì bạn đang hình dung bên trong tâm trí với những gì đang diễn ra bên ngoài kia trong thực tế của bạn sau đây là những bước bạn có thể kích hoạt sức mạnh tiềm thức bạn có thể thực hiện để tạo ra phiên bản cuộc sống hạnh phúc của mình hay biến những bước này thành thói quen thường xuyên và bạn sẽ ngạc nhiên về kết quả bước thứ nhất quyết định chính xác những gì bạn muốn tạo ra và có đây thường là vấn đề lớn nhất mà mọi người có họ không biết mình muốn gì và sau đó họ ngạc nhiên khi không đạt được điều đó bước thứ hai viết ra mục tiêu của bạn một cách rõ ràng trong từng chi tiết về màu sắc một mục tiêu không được viết ra chỉ đơn thuần là một điều ước. Khi bạn viết ra đầy đủ chi tiết, bạn báo hiệu cho tiềm thức rằng bạn thực sự muốn hoàn thành mục tiêu cụ thể này. Bước thứ ba, viết mục tiêu của bạn bằng các từ đơn giản ở thì hiện tại. Đọc nó mỗi sáng sau khi bạn thức dậy và ngay trước khi bạn đi ngủ. Bước thứ tư, lập kế hoạch ngược. Xem mục tiêu của bạn đã đạt được và xác định tất cả các bước cần thiết để đưa nó vào cuộc sống. Lập danh sách tất cả các bước này sẽ củng cố mong muốn của bạn và củng cố niềm tin của bạn rằng việc đạt được mục tiêu đã và đang xảy ra. Thứ năm, quyết tâm thực hiện ít nhất một bước mỗi ngày từ một trong các mục trong danh sách của bạn. Hay làm điều gì đó mỗi ngày, ngay cả khi đó chỉ là một bước nhỏ, sẽ đưa bạn đến mục tiêu để bạn có thể duy trì đà phát triển của mình. Bước thứ sáu, hình dung lại mục tiêu của bạn nhiều lần. Hãy xem nó đã trở thành hiện thực. Hình ảnh tinh thần của bạn về mục tiêu càng rõ ràng và sống động, thì mục tiêu đó sẽ đi vào cuộc sống của bạn càng nhanh. Bước thứ bảy, cảm nhận cảm giác thành công như thể Mục tiêu của bạn đã được hiện thực hóa ngay lúc này. Cảm nhận cảm xúc hạnh phúc, hài lòng và vui sướng mà bạn sẽ có khi đạt được mục tiêu. Hình dung và cảm nhận thành công này trong ít nhất 20 giây mỗi lần bước thứ tám hãy tự tin cư xử như thể tiềm thức của bạn đã đưa mục tiêu của bạn thành hiện thực chấp nhận rằng bạn đang tiến tới mục tiêu của mình và nó đang tiến về phía bạn bước thứ chín thư giãn đầu óc dành thời gian để hít thở cầu nguyện mỗi ngày loại bỏ phản ứng căng thẳng và tham gia phản ứng thư giãn một trạng thái tâm trí yên tĩnh cho phép não của bạn tiếp cận các con đường thần kinh mới hình thành bước thứ mười giải phóng mục tiêu vào tiềm thức của bạn khi bạn chuyển mục tiêu của mình cho sức mạnh của vũ trụ và chỉ cần thoát ra khỏi con đường bạn sẽ luôn biết những hành động đúng đắn để thực hiện vào đúng thời điểm bắt đầu từ hôm nay hãy khai thác sức mạnh đáng kinh ngạc trong tiềm thức của bạn bắt đầu chỉ với một mục tiêu hoặc ý tưởng và thực hành nó liên tục cho đến khi bạn thành công trong việc đạt được mục tiêu đó hãy biến nó thành một trò chơi và vui chơi với nó. Bạn càng giữ nó nhẹ nhàng, bạn càng dễ dàng đạt được. Làm như vậy, bạn sẽ chuyển từ suy nghĩ tích cực của một người đầy hy vọng sang hiểu biết tích cực của một người hoàn toàn thành công. Các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn. Ngoài ra, các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn cuối cùng chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại